Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh là nội dung đề án 24 được tỉnh ủy Lào Cai ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2022. Tuy gặp khá nhiều khó khăn, song sau hơn nửa năm triển khai, nhiều đảng bộ trực thuộc đã có sự chủ động và sáng tạo trong cách làm, ghi nhận tại huyện Bảo Yên. Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất để kiện toàn lại bộ máy. Đây cũng là một trong hai cơ sở công đoàn thuộc đơn vị kinh tế khu vực ngoài nhà nước ở huyện Bảo Yên mới thành lập. Để xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể trong các đơn vị kinh tế, ngành chuyên môn triển khai nhiều giải pháp. Chúng tôi cũng thường xuyên phân công cán bộ xuống các cái doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước để rà soát, thống kê người lao động, phối hợp với các cái đơn vị, ví dụ như là chi cục thuế, bảo hiểm xã hội và phòng lao động thương binh xã hội của huyện, tìm ra các cái giải pháp để xuống tuyên truyền vận động các cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn để thành lập tổ chức công đoàn. Cùng với thành lập hai tổ chức công đoàn ở hai đơn vị kinh tế tư nhân, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Bảo Yên phát triển được trên 100 đoàn viên công đoàn, tạo tiền đề để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế này. Chúng tôi trong những năm qua thì đã rất là tích cực, chủ động, chỉ đạo, có cả văn bản của huyện ủy chỉ đạo việc này. Trước tiên là những nơi chưa có tổ chức đảng thì quan tâm tới các tổ chức chính trị xã hội, và Liên đoàn Lao động huyện là cái đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì việc này đã thực hiện khá tốt. Với 33 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Yên còn khá khiêm tốn, quy mô nhỏ, số lượng lao động trực tiếp không nhiều. Kết quả rà soát này giúp cho ban chỉ đạo thực hiện đề án 24 của huyện có cái nhìn tổng thể để đưa ra phương án phù hợp trong tổ chức triển khai. Thì những nơi chưa có tổ chức đảng mà đang các cái quần chúng đang sinh hoạt ở các cái thôn bản thì chúng tôi cũng sẽ giao cho đảng ủy ở các xã tạo điều kiện giúp đỡ để cho các đồng chí đứng trong hàng ngũ của đảng, và khi đủ điều kiện theo quy định thì sẽ đưa các đồng chí về để thành lập cái tổ chức đảng. Ban chỉ đạo triển khai đề án 24 huyện Bảo Yên cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các đơn vị kinh tế tư nhân ký thỏa ước với lao động có hợp đồng, qua đó tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên theo kế hoạch.